xin quý vị cùng thưởng thức sau đây. Các cháu thiếu nhi đang phát quà và cũng xin mời tất cả các cộng đoàn khi còn ở lại sẽ chúng ta cùng chụp chung một tấm hình với cha xứ của chúng ta, cha quản nhiệm của chúng ta.
sự công của tất cả quý vị